ngày 24 tháng 12, huyện Đoàn Thuận Châu đã phối hợp với Đoàn trường chùa phổ thông Tông Lệnh, Đoàn cơ sở Công an huyện, Chi đoàn Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, tri cục hành án huyện tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. đã có trên 1.350 đoàn viên thanh niên đến dự. Phiên tòa giả định được tái hiện dưới hình thức sân khấu hóa dựa trên vụ án có thật phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi thanh niên trên địa bàn. Phiên tòa tái hiện các bị cáo bị viện kiểm sát truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội trộm cắp tài sản. Tại phiên tòa, hội thẩm nhân dân, kiểm sát viên và người bào chữa đã phân tích đánh giá làm rõ nguyên nhân, điều kiện khách quan chủ quan, hoàn cảnh dẫn đến việc phạm tội của bị cáo và hậu quả các bị cáo phải gánh chịu. Quy trình diễn biến phiên tòa diễn ra đúng trình tự thủ tục trong tố tụng hình sự cũng như các điều luật được áp dụng trong tình huống nội dung phiên tòa đã giúp đoàn viên thanh niên học sinh hiểu rõ hơn những quy định của pháp luật về hành vi tội phạm mức án áp dụng và nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật có phần phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật